trong video ngày hôm nay quang sẽ hướng dẫn các bạn cách cách phát âm một cái cụm từ tương đối là đơn giản đấy là going to và đôi khi các bạn có thể cảm thấy tương đối là confused tương đối là lạ không hiểu tại sao lại phát âm như vậy ở đây có hai trường hợp trường thứ nhất là to be going to nó đóng vai trò như là động từ chính từ từ go đó là động từ chính ví dụ như là tôi đi đến trường I'm going to school now I'm going to school now tôi đến nhà thờ I'm going to church now I'm going to church now. Trong trường hợp này thì các bạn có thể thấy rằng là cái từ go phát âm đây là đầy đủ là go. Oh, I'm going, going, I'm going to school, I'm going to church. Còn trường hợp thứ hai là cái cụ to be going to nó đóng vai trò như là một cái động từ bán khiếm khuyết gọi là semi-model verb. Trong trường hợp này nó không phải là động từ chính nếu mà các bạn nói I'm going to do it thì thường người bản xứ người ta sẽ không nói là I'm going to do it. Người ta sẽ nói là I'm gonna do it. I'm gonna do it. Vậy tại sao lại có sự dịch chuyển từ going to thành gonna? Bởi vì trong trường hợp này cái từ do là động từ chính còn cái gonna nó không phải động từ chính. Người ta sẽ có xu hướng làm nhẹ là mở nó đi. Đó. Và cái âm o oh nó bị biến thành âm a. Ah". I'm gonna do it. I'm gonna do it. Don't worry, he's gonna like you. Nên mình không nói là he's going to like you. He's gonna like you. Hy vọng những video hữu ích cho các bạn và cảm ơn các bạn đã theo dõi.